Chào cô chú anh chị ha, em còn một ít tay ga bóp hàng xịn này nha mọi người. Đó, hàng VIP. Tay dây ga đồ đầy đủ nha, công tắc lên tay lái, hàng VIP nha. Đó. Thì cái tay này nó có ví dụ như một bộ của nó là gồm tay trái và tay phải này, cầm chưa tính nha. Đó, thì nó không có cầm. Thì này tay trái và tay phải thì nó chỉ được khoảng hai mấy bộ thôi mọi người, hai mấy bộ, còn hai mấy bộ thôi. Còn cái tay phải này nè, còn cái tay phải, cái tay ga này nè thì nó còn tay đơn, nó còn tay đơn nha, nó còn tay đơn thì khoảng mấy chục cái nữa là hết. Loại này thì nó xịn mà cũng hết hàng nhập rồi mọi người, không có hàng để nhập nữa, còn ít cho nên là em cũng để giá tốt cho mọi người. Lấy nếu mà cái loại này lấy cái tay trái và tay phải luôn ấy, hai cái là một bộ nó là không có cầm nha, tay trái và tay phải nó là 195.000 một bộ nha. Còn đấy là giá xả nha mọi người, giá xả để thu hồi vốn, còn ít à, xả luôn. Còn lấy một cái tay này không ấy, một tay này không ấy là giá của nó là 140.000 nha, 140.000 cái tay không, tay phải không này nha, 140.000 ha. Hàng mới chưa có dùng nha mọi người nha, này là hàng mới, hàng xịn nha, ống nhôm dày nha, xịn. Này là lắp cho tất cả các loại máy nha mọi người, tại vì ống này là nó ống 19 nên là nó lắp cho tất cả các loại máy nha, từ máy nhỏ đến máy lớn lắp đều được hết nha. Đó. Anh chị nào mua thì chốt thì báo em nha, còn ví dụ như mình chốt, ví dụ như lấy hết ấy, thì em tính cái giá hữu nghị cho một xíu, tại vì giá này em còn xả rồi.